Người thứ ba. Câu chuyện của chị là thật nên muốn bật đèn lên. Ngay bây giờ, ngồi bật đèn lên luôn. Bắt đầu mình thấy lại ngẫm nghĩ. Anh này chắc thương thật mình đó. Mình cũng thử lòng rất là nhiều. Đó, thấy được là bắt đầu xác định rồi mới đến nhà hôn nhân. Ai là cái người đầu tiên nói cho mình nghe là ê không nha, thấy đi ăn với người ta đó. Bạn là bạn ai? Bạn chị hay bạn ảnh? Bạn của chị. Rồi mới thấy chắc vậy á, tao chọn chắc có thể đối tác á. Tại vì ổng làm bên đất sản ấy, em. Thì chắc nhiên là phải giao lưu. Mà không có tin luôn. Chị điện lên, chị đẹp đẽ rộng lẫy lên, chị bận nấu ăn những cái món mà anh thích nhất á. Chị đem vô công ty, đi bất ngờ, đóng cửa mà nó không khích á. Chị mới mở ra, chị thấy trời ơi, chị mới tiến tới, chị bật đèn lên, hai người mới hết hồn. Chị mới cầm nguyên cái gờ mên á, đồ ăn của chị á, chị phóng tới. Chị không cần nói gì hết, chị đổ hết vô người của người phụ nữ đó. Các anh chồng mới quay lại hỏi chị, chưa kịp nói luôn á, chị tán một cái mạnh thiệt cái mạnh luôn, dán vô tường, anh nó té luôn. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Người Thứ Ba. 20 giờ tối thứ ba hàng tuần chúng ta luôn rất đúng hẹn với nhau. Và quý vị khán giả thân mến, mỗi tuần trôi qua thì chúng ta đều biết rằng mình sẽ gặp lại một câu chuyện ở vào tối thứ ba với những cái diễn biến gần như là ai cũng hiểu rằng không thế này thì cũng là thế khác trong số 3 diễn biến sau đây. Hoặc là một người rời khỏi một cái mối quan hệ của mình rồi đi tìm người thứ ba, hoặc một người nào đấy vì ma xui lối quỷ dẫn đường lại trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của người khác, hoặc mình là một cái người đã phải chịu đựng những cái nỗi đau, những cái sự phụ bạc khi mà người còn lại đi tìm đến với người thứ ba. Tuy nhiên câu chuyện cụ thể như thế nào, với những diễn biến ra sao và những cái trường cảm xúc mà mỗi người đã phải sống ở trong đó thì không bao giờ là lặp lại. Tối hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng sẽ gặp gỡ một nhân vật sẽ mang đến câu chuyện của mình cho quý vị khán giả. Và câu chuyện đó như thế nào thì chỉ có khi nào nhân vật kể thì chúng ta mới có thể biết được chính xác mà thôi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của nhân vật tuần này. Em chào chị. Chào em. Mình tên gì và mình đang sinh sống ở đâu ạ? Chị tên là Tuyết My, đang sinh sống ở Hóc Môn. Chị muốn câu chuyện của chị là thật nên muốn bật đèn lên. Ngay bây giờ, ngồi bật đèn lên luôn. Thông thường thì câu chuyện người thứ ba sẽ được bật đèn vào cuối chương trình khi mà chúng ta đã nghe xong câu chuyện. Nhưng mà riêng tuần này thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện với một ánh sáng đầy đủ vì nhân vật của chúng ta muốn bật đèn ngay bây giờ, thưa quý vị khán giả. Cảm ơn sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật. Và ngay bây giờ thì xin mời chị sẽ gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Mình tên là Tuyết My, năm nay 46 tuổi. Xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Chị Tuyết My, chị ơi, câu chuyện của mình ngày hôm nay sắp kể nó sẽ là cái diễn biến nào trong số 3 cái diễn biến mà em vừa mới chia sẻ? Chị là người chịu đựng nỗi đau. Vậy thì cái người mà họ đi tìm người thứ ba đó, thì người đó là chồng của mình hay là người yêu của mình? Chồng của chị. Chồng. Dạ. Vậy thì chắc là phải quay lại cái thời điểm mà mình lấy chồng. Thế thì anh với chị hồi xưa quen nhau á, là do mai mối, do ép duyên hay là do hai người tự tìm thấy nhau giữa cuộc đời đông đúc này? Nói chung là cũng sự vô tình. Mình đi dự đám cưới. Đám cưới của bạn. Ngày đó thì bạn trai của người đó không có đi. Thì thôi bây giờ đi một mình kỳ quá, dẫn theo. Thì mình cũng đi luôn. Thế là đến đó chơi thì mình cũng lên hát, cũng có năng khiếu hát. Hát rồi là lên sân khấu thì cái anh này cũng đi dự đám cưới đó. Rồi làm quen với nhau, hai bên làm quen. Rồi bắt đầu thì gần cuối tiệc á, thì mới yêu cầu chị hát một bài. Chị cũng lên hát xong rồi thì bắt đầu trước khi về cho số điện thoại. Hai bên nói chuyện qua lại, nhắn tin. Mình quen nhau bao nhiêu lâu thì mình đám cưới chị? Cũng gần một năm em. Trong một năm đó thì mình hiểu nhiều về người đàn ông đó chưa? Thế cũng lớn tuổi rồi, gia đình cũng nói thôi được rồi. Người đó cũng lấy lòng gia đình của chị nữa. Cũng là này kia cũng lo gia đình. Thì ra ai cũng thấy cũng chín điểm rồi đó. Thì bắt đầu mình có xác định là mình thôi, mình cứ chọn lựa gì bây giờ. Cái duyên mình đến rồi thì mình chấp nhận thôi. Đẹp trai không chị? Cũng khoảng cũng được được. Cũng nhìn cũng được. Nếu mà người phụ nữ khác thì người ta sẽ cũng thích lắm. Nói chung là được trai, nghề nghiệp cũng cơ bản ổn định, biết lấy lòng người khác. Rồi theo đuổi mình có quyết liệt lắm không? Trời ơi, ngày đầu tiên mới đuổi, nói chung là cũng giận hờn, rồi bắt đầu hẹn hò để trong đó, rồi điện thoại hẹn hò cà phê. Giận chị đó, đang đi ngồi đường vậy đó, chị giận chị bỏ ngang, chị nhảy xuống xe luôn. Đó là người ta cũng chiều mình luôn. Rồi giận cái vụ gì mà tới nhảy xe giữa đường vậy? Là khác chị cần cái món đó, người ta không chịu mua. Rồi chị tức quá, chị anh không có chiều em, chứ là không có thương em. Bị dừng lại cho chị nhảy xuống, chứ không tự nhiên đang chị xe mà nhảy xuống. Nói chung là ta đang chưa được được, người ta phải chiều hết mình luôn. Bắt đầu mình thấy lại ngẫm nghĩ.
anh này chắc thương thật mình đó. Mình cũng thử lòng rất là nhiều. Đó, thấy được là bao giờ xác định rồi mới đến nhà hôn nhân. Kiên nhẫn thì là một trong những biểu hiện của tình yêu, nhưng không có nghĩa ai kiên nhẫn thì người ta cũng yêu nhiều. Rồi, vậy thì cưới thôi. Thế thì sau đám cưới thì hai vợ chồng là tầm khoảng một năm sau là sinh em bé. Vậy thì thời gian đó là nó vẫn rất là mặn nồng. Vợ chồng son là diễn ra là vẫn rất là êm ái. Tình yêu ngày xưa mình nghĩ là mình có là nó vẫn duy trì cho đến thời điểm đó. Cái lần chị bữa chị diễn lên, chị liễn lên, chị đẹp đẽ rộng lẫy lên, chị bận nấu ăn những cái món mà anh thích nhất á. Chị đem vô công ty, đi bất ngờ. Chị đến đó thì bắt đầu bảo vệ nó biết mặt chị mà. Mà cái linh phòng đó thì cái phòng đó hình như là xui sao hay là cũng đóng cửa mà nó không khích á. Chị mới mở ra, chị thấy trời ơi, chị nhìn hai người mới trong cái phòng riêng mà cởi luôn cái áo luôn hết luôn. Mà chị tưởng là lộn phòng. Chị, nhưng mà cái phòng để bạn là giám đốc, là chủ chồng mình rồi. Chứ đâu có lộn gì nữa. Chị mới tiến tới, chị bật đèn lên, hai người mới hết hồn. Chị mới cầm nguyên cái hờ mên á, đồ ăn của chị á, chị phóng tới. Chị không cần nói gì hết, chị đổ hết vô người của cái người phụ nữ đó. Tức quá nên không biết cần, và cái anh chồng quay lại hỏi chị. Chưa kịp nói luôn, chị tán một cái mạnh thiệt cái mạnh luôn, dán vô tường, anh nó té luôn. Chị chạy thật nhiều luôn. Đến khi nào thì mình thấy là gió ngược nó ập vô gia đình của mình rồi. Sinh em bé ra, nói chung là chị là công việc là diễn viên tự do. Yeah. Trước khi mà đến với nhau đó, chị cũng kể với anh đã nghe rồi. Anh làm gì làm với công việc của em không thể em bỏ được. Thì anh cũng chấp nhận. Thì bắt đầu sinh em bé khoảng gần một năm. Là chị cũng là muốn thích cái ngày mình trở lại. Thì anh nói là thôi em bé còn nhỏ quá. Thôi em ráng đi. Ráng khoảng năm còn gần bé gần 2 tuổi đi. Yeah. Rồi bắt đầu mình gửi cho trẻ được rồi. Thì mình cũng thương con, thấy bé còn nhỏ quá, mẹ bé nó sinh ra trời nó y cha với con hai giọt nước. Chị mới dẹp cho là công việc của mình qua một bên để lo cho chăm con rồi để cho chồng yên tâm đi làm. Thì phong phe phong phanh bạn bè người này cái nói ảnh có người khác, thấy vô ăn quá ăn vậy đó. Chị không có tin, chị nói trời ơi làm gì có, thì ông muốn là đi làm về là chụp vợ hôn trước là con hôn đấy, là hai mẹ con ôm nhau hôn vậy đó. Rồi bắt đầu mới vô thay đồ, bắt đầu tắm rửa rồi đó, phụ chị cơm nước gì đâu, thấy đổi gì đâu mà thay đổi đâu. Có nghĩa là sinh hoạt gia đình là vẫn là một người chồng mẫu mực rồi thương vợ thương con, hào hứng mỗi khi về nhà. Đúng rồi. Rồi ai là cái người đầu tiên nói cho mình nghe là ê không nha, thấy đi ăn với người ta đó, bạn là bạn ai, bạn chị hay bạn ảnh? Bạn của chị. Ừ. Rồi mới thấy chắc vậy á, ta chọn chắc có thể đối tác á, tại vì ổng làm bên đất sản em thì chắc nhiên là phải giao lưu này kia, nhưng mà không phải, cái đây là thân mật dữ lắm. Chị cũng không tin. Cái một lần nữa thì mà không tin, lúc đó có giận cái đứa bạn nói cho mình nghe cái đó không? Cũng có nói chứ. Trời ơi mẹ đừng có thấy hạnh phúc quá rồi bắt đầu nó xấu nha. Đó vậy đó. Cái đang vợ trời thì cái ta thấy rõ ràng mà trời ơi bạn ổng trời tao ngày nào tôi cũng thấy mặt ổng. Không tin phải không? Rồi mình cho người theo dõi đi. Chị nghe vậy thôi nhưng mà thôi không để ý đó. Tại vì thấy mỗi lần ông về là cử chỉ nói chung là cũng âu yếm, trong là ân cần này kia nên chị không để ý tới. Thì khoảng gần 2 năm, càng ngày càng về khuya. Đó là hồi đó 6 giờ, trễ lắm 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ. Mà về một cái là nông nặc mua rượu không? Ừ. Chị ọa sân kỳ vậy, cái chị cũng tới cơm ngồi chờ để nổi buồn ngủ ngục trên cái bàn ăn luôn. Tại vì con chị nó trong nhỏ lo cho chồng, cho con rồi xong rồi quay lại chồng nữa. Yeah. Có chồng mà nói trời ơi giờ này không ăn cơm ngồi chờ ai nữa. Có trời chờ anh á, cái công việc của tôi nó tùm lum hết trơn á, không có thể chờ được. Cái thái độ bắt đầu hiện rõ ra. Rồi hồi đó thì về là bắt đầu cởi áo khoác qua bên, bắt đầu ôm vợ ôm con, nhưng bây giờ là nông nặc mua rượu luôn. Chị mới suy nghĩ lại cái lời nói của bạn chị. Thì một lần nữa thì người bạn nam cũng làm nghề chung với chị, thấy ảnh đi dưới sạn chứ người đó bắt đầu khẳng định luôn. Thôi hồi chị vô tình tôi tao cũng dẫn bồ tao đi với ngay, thấy chồng mày đi vậy vô cái sạn phòng đó luôn mà không có tin luôn. Chị mới suy nghĩ lại, cộng lại cái bạn gái của mình nói nữa, cho người theo dõi. Lúc này mới cho người theo dõi. Đúng rồi. Chị cái hôm đó chị cũng gửi bé bên sát bên hàng xóm đó. Mỗi lần đi đâu là chị gửi cho chị đi. Chị nói cho gửi chút xíu đi công việc. Cái chị diễn đồ lên. Bình thường là chị cái sơ xài không có ăn diễn. Cái lần chị bữa chị diễn lên, chị liễn lên, chị đẹp đẽ rộng lẫy lên, chị bận nấu ăn những cái món mà anh thích nhất á. Chị đem vô công ty đi bất ngờ. Chị đến đó thì bắt đầu bảo vệ nó biết mặt chị mà phải đi đâu, trời ơi đem cơm cho ổng cái món mà ổng thích đó, mà từ bởi giờ lâu ổng lo công việc nhiều quá nên ổng không có chăm sóc cho ổng, mà hôm nay đến bất ngờ để thăm chồng. Thì ổng dạ vậy chắc xe dùm cái này mình đi lên. Mà cái linh phòng đó thì cái phòng đó hình như là xui sao hay là cũng đóng cửa mà nó không khích á. Chị mới mở ra, chị thấy trời ơi chị đứng nghiện mà tay chân nó run như bây giờ nha. Chị đang nói với em đang run.
tức run mà không biết là có phải là mơ hay là sự thật đó. Chị nhìn hai người mới trong cái phòng riêng mà cởi luôn cái áo luôn hết luôn. Nhưng mà chị tưởng là lộn phòng. Chị, nhưng mà cái phòng để bàn là giám đốc là chủ chồng mình rồi. Chứ đâu lộn gì nữa. Chị mới tiến tới chị bật đèn lên. Hai người mới hết hồn. Ấy là đèn cũng là đèn ngủ mờ mờ trong cái phòng thôi, nhưng mà khi bật đèn sáng lên hai người mới hết hồn giật mình lại. Chị mới cầm nguyên cái hờ mên á, đồ ăn của chị á, chị phóng tới. Chị không cần nói gì hết, chị đổ hết vô người của cái người phụ nữ đó. Tức quá nên không biết cần giờ cái anh chồng quay lại hỏi chị. Chưa kịp nói luôn, chị tán một cái mạnh thiệt cái mạnh luôn, dán vô tường, anh nó té luôn. Chị chạy thật nhiều luôn. Mà mang giày cao đó, mém té luôn em. Mà hồi đó không biết té là gì, chạy quá chừng ra mới nổi ra. Đi ra chỗ đứng trước cửa cổng mà không biết mình đi về hướng nào. Các anh bảo vệ mới chạy nói, thôi em, sao đi vô mà dễ thương mà sao đi ra làm gì dữ vậy? Có chuyện gì mà sao cái xe không chịu dắt? À, cả Lâm luôn, anh nói dắt giùm cái xe đó ra đi. Mà hồi đó tâm trạng nó bấn loạn, không biết như thế nào. Mình tức mình gồng ráng. Mình về tới nhà cái đêm chạy một đoạn cái sực nhớ phải về với con mình từ nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi đó. Thì nó còn nhỏ quá. Phải về cho uống sữa cái chạy về. Thằng xóm mới nói là chị ơi cho em gọi em ảnh bé về. Má nó ỏi sao nãy đi vui mà sao về mặt buồn hiu vậy? Dạ không, em đi nó bị nóng á, bị say say nắng. Thì ảnh về. Ôm con vô phòng chỗ hai mẹ con khóc tức thở luôn. Thì khoảng một tiếng sau ảnh mới về. Cái anh ôm chị xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi. Dạ, nói chung mà em ơi, anh cũng biết lỗi của mình rồi. Trong lòng anh chỉ thương mình em thôi và con thôi. Nhưng mà tại vì công việc của anh bị làm ăn thất bại, người đó có tiền, người ta đỡ cho anh, thành ra anh phải đáp trả lại. Với trong lòng anh chỉ yêu anh. Rồi nói chung là em nghĩ đi, người phụ nữ nào mà tin tưởng nổi nè, không có tin nữa. Chị nói thôi, giờ thôi anh nếu cảm thấy được thì anh đến với người đó đi. Tôi anh không còn gì để nói nữa hết á. Chị mệt mỏi mà chán chường buồn bao nhiêu là thức là cái tương lai mình nó sụp, bị suy sụp luôn á. Buồn nó không gì, tức là không thể nào mà diễn tả nổi luôn. Cái người mình tin tưởng mình hết mình luôn mà cuối cùng như vậy. Nhưng mà quan trọng là chồng chị làm ăn có thất bại thiệt không? Thì sau này chị điều tra có, cũng cặp với người đó ở cũng đâu gần nửa năm vậy đó. Em tin cái đoạn này nè. Em tin cái đoạn là ảnh làm ăn thất bại và ảnh đến với người ta là vì người ta có tiền, người ta hỗ trợ ảnh trong cái giai đoạn này. Còn cái đoạn mà anh chỉ thương mình em thôi, anh chỉ có em và con thôi thì đoạn đó em không tin. Tại vì nếu như chỉ có em và con thôi thì làm gì người khác có cửa bước vô. À, điều này có nghĩa là đây là em không có bên người thứ ba. Nhưng mà em chỉ muốn nói rằng là khi đàn ông họ đến với người thứ ba, thực ra họ cũng đầy tâm cơ. Tâm cơ đó có thể đôi khi nó rất là thuần túy bản năng, đó là vì câu chuyện tình dục thôi. Nhưng đôi khi cũng rất là toan tính, đó là mình trục lợi được cái gì từ cái người thứ ba này. Và các cô gái hoàn toàn có thể là con mồi chứ. Cho nên là lời chồng chị nói thì em tin ở cái đoạn đó là cô này có tiền, cô này hỗ trợ anh, cô này giang tay giúp đỡ. Nhưng mà cái đoạn đầu là chỉ có em và con thôi thì đương nhiên là không rồi. À, chị thấy bao nhiêu là sự giả dối, nói chung là nó hiện lên. Tại vì nghe bạn gái chị nói, rồi bạn trai chị nói, là chị cũng hai lần như vậy. Mà chị cũng biện luận là không, chồng mình cũng như vậy đâu. Lần thứ càng ngày cái thái độ nó thay đổi là mình biết đó, như vậy mình kêu thôi, cảm thấy không níu kéo được. Mà chị đã nói rồi, chị đã tuyên bố từ lúc ban đầu, như chị nói với em đó là với anh đó luôn đó, lúc ban đầu đã đến với nhau là đừng để tôi thấy. Thì ổng làm ở công ty mà ổng cũng đâu để cho bà thấy đâu. Thì đó, thì cuối cùng thì chị bất ngờ. Thì rõ ràng là đó. Tính ra là ổng cũng tuân thủ luật chơi đó. Là không để chị thấy, cho nên ổng làm lén mà. Cho vô khách sạn mấy lần mà. Tại vì bà chị thấy, nếu mà nói chị không tin. Là chị đó. Đó, có vô khách sạn rồi mới là ở văn phòng luôn nữa đó. Thì chị đó khiến xui cả bữa, tại vì là diện đồ đẹp lên, bất ngờ luôn. Đấy là cái đến giờ, thời điểm đó chị phải lộ ra nguyên hình. Nó khiến cho chị như vậy đó. Ở chị mới đến đó nên là cũng bắt đầu ký liền. Chị mới buồn quá, chị xếp vali dẫn con về đi về ngoại chị, đó là về mẹ. Và là chị về đó, chị viết cháy mà ổng đi làm rồi đó. Chị cũng cơm nước đâu đó để sẵn đó, cái chiều lại chị cũng chờ cái ổng tưởng chị là quê lại. Thì cũng cơm nước, nói chung là mình trước khi mình đến với nhau lịch sự thì mình đi cũng lịch sự, chứ không có thể nào mình như vậy được. Mình nói thôi giờ anh ơi, cái người đó có thể giúp đỡ được thì bây giờ anh đến với người đó đi. Ở chứ người tôi chắc không thể nào sống chung nổi nữa. Chị mới buồn quá, chị xếp vali là về mẹ. Nhưng mà mẹ chị cũng không biết gì hết. Chị kể sơ sơ rồi mẹ có nói là thôi giờ con nghỉ ngơi đi, rồi có chuyện gì nó tới thì tới, sợ nhỏ tội nghiệp nó không có cha. Có câu nói không có cha đó, như vậy đó. Rồi cuối cùng em nghĩ đi, cái ám ảnh hoài làm sao mình sống nhau được. Tại cái thời điểm mà mình ôm con về với mẹ đó,
Xong thì bà ngoại nói là tội nghiệp là con nó không có cha. Đúng rồi. Thực ra thì đây là một cái lời khuyên mà gần như người phụ nữ nào trong cái lúc mà trục trặc với chồng cũng được nghe như vậy. Và thậm chí là đôi khi có nhiều người tự nhủ như vậy luôn, thương con mình, sợ con mình không có cha. Vậy thì lúc đó chị đã giải quyết cái lời khuyên này theo kiểu nào? Mà mình nghĩ rằng không, mình vẫn chấp nhận cho nó không có cha và mình mạnh dạn với cái việc là mình ly hôn. Chị có nói với mẹ chị á, nói chung là người cha như vậy có xứng đáng không mẹ? Tại vì người cha là phải như thế nào để sau này mình cứ dạy dỗ con mình nó lớn lên nó sẽ đi theo cái gương đó. Chứ người cha như vậy là tốt hơn khỏi. Bây giờ mẹ đơn thân rất là nhiều, chị cũng chấp nhận. Thì sau này thì cũng nghe nó tan rã rồi. Thì đàn ông mà ta lợi dụng cái đó đoạn đó, người ta bà đó không được nữa, người ta cũng bỏ rồi vậy thôi. Rồi trở lại với chị rồi bắt đầu liên lạc, điện thoại gì cắt tắt hết. Có nghĩa là sau ly hôn một thời gian lại nối lại liên lạc, ý là liên lạc để cho thăm con, nhưng mà cuối cùng chị thấy vậy, tình trạng vậy chị mới tắt hết, chặn hết cái điện thoại cho ngoại. Tại vì ngoại để xin số điện thoại, rồi nơi tình cháu chị nó cho, chứ ngoại cũng không biết lắm. Mới liên lạc, mới năn nỉ khóc cho điện thoại, nói giờ con hối hận lắm rồi, con giờ dễ thương vậy, ai bạn bè cũng nói trời mày không biết giữ, để rồi như vậy có đứa con cũng không khỉnh trời, nó sao mày kiếm gì đâu ra mà như vậy mà sao mà không biết giữ. Rồi con hối hận quá, giờ mẹ mày nói cho con một tiếng. Cái trời ơi, bây giờ ly dị rồi nói chi nữa, mà biết tánh con nhỏ đó rồi, nó rất là vui tánh. Nhưng mà đã đến chuyện rồi thì mình phải bản lĩnh cho nó không. Nếu mà cảm thấy mà thương con thì tôi cũng cho thăm á. Nhưng mà giờ đến giờ này thì chưa cho thăm được. Yeah. Chưa cho thăm được, còn tức lắm chưa cho thăm được. Cái đêm đó, hôm đó thì bắt đầu ổng mới tới thăm. Thì nghe chị về mẹ chị trèo đến cái nhà mẹ chị có hàng rào á. Chị mới thấy vậy, điện thoại công an. Trời ơi, ở đây có trộm, mấy cái 6 giờ có trộm rồi. Công an hỏi, trời ơi, mà sợ thằng nào mà gan vậy, giờ này 6 giờ ăn trộm. Mới cho trực tự đi xuống em. Ổng lui khua trèo trên nóc nhà đó. Bây giờ có 6 giờ sao ăn trộm sớm vậy? anh yêu nghề quá, ăn trộm mà yêu nghề quá. Chồng nói không phải, tôi là cha của chồng của cổ đó. Cha con bé là tại vì mấy tháng nay tôi không có thăm gặp nó được, không cho tôi gặp. Tôi nhớ nó quá, tôi muốn trèo vô đi thăm. Trời đất ơi, chồng chị mà sao chị nó ăn trộm. Cuối cùng mẹ chị nói á, thôi chuyện tình cảm cho mẹ không xí vô, nhưng mà con thì cho nó gặp. Cái sau này chị cũng cho gặp mà để cho bà ngoại dẫn đi thôi. Rồi nghe đâu bây giờ đang gặp người nào nữa cũng sáu mấy tuổi, năm mấy 60. Thì làm sao mà ở không được chị, người ta cũng phải làm này làm kia chứ. Nhưng mà người nào hơn mình cuối cùng người đó cũng thua mình hết. Tay hơn mình về kinh tế, cũng phải có lý do chứ. Hoặc là một cái điều gì đó mà trong cái sự định giá của ảnh thì ảnh cần cái điều đấy và cái người kia có. Còn mình thì có thể là ảnh không có tìm thấy được cho nên là rời nhau ra thôi. Trong suốt 2 năm mà tạm thời là mình chưa gặp những cái chuyện nó chấn động như vậy đó, thì thực ra có lúc nào hai vợ chồng ngồi nói chuyện để nói với nhau về cái khó khăn công việc mà anh đang gặp không chị? Thì lúc mà cái ngày mà càng ngày cần đi nhậu về đó là chị sợ có chuyện gì đúng không? Chị nói anh ơi, hay là công ty có biết có ổn không? Sao em thấy anh càng ngày càng nhậu nhiều, hồi đó đâu có nhậu nhiều đâu. Sao nhà nhậu nhiều? Ông nói thôi, công ty mà đối tác làm ăn mà không có gì hết. Vậy thì sau cái bữa mà mình đổ hết thức ăn ở trong văn phòng công ty thì mình đi tìm hiểu về cái người phụ nữ đó như thế nào? Sau khoảng mấy ngày sau á, chị mới tỉnh táo lại, chị đi điều tra. Chị nghe nói người đó là dù là cũng thích điều chồng. Điều tra từ ai? Điều tra từ chị ai? Bạn bè nói chung người này kia chứ hận cho mà chị đến nhà người đó luôn. Đến luôn đó. Đến nhưng mà không có đến thẳng luôn mà chị phong cũng cách mấy căn. Chị tìm hiểu bà đây cũng chồng chết lâu rồi. Rồi mấy năm nên là tại vì bà cũng làm ăn cũng có số vốn, cũng là của cải chồng hồi xưa chết để lại đó. Rồi để lại thì nói chung là thích chồng chị trong công việc thì làm ăn chung. Đầu tiên thì chỉ là còn ngoài thôi, là mình đi giới thiệu thôi, sau này mới làm một cái công ty nhỏ nhỏ chứ thôi. Cái là có nghĩa là thực ra cái chị đó là biết chồng chị trước cả chị nữa. Biết nhưng mà thích lâu mà không biết. Chị về chị nghĩ thôi, giờ mình cứ điều tra làm gì, mình đã thấy tận mắt rồi mà còn gì nữa. Thôi chứ vậy thôi, để cho hai người tới luôn đi, chứ giờ mình cứ cản cũng không được. Đó, bây giờ rồi như là nói tới là ám ảnh. Giả sử như ở thời điểm đó chị không có bắt gặp được cái hình ảnh đó, vẫn là cái câu chuyện là mình nghe người ta đồn thôi, mình nghe bạn mình nói là từ bạn gái rồi đến bạn trai, thậm chí là có thể là sau đó mình nghe đồng nghiệp, mình nghe những cái nhân viên của ảnh cũng có rỉ tai với chị nhà là ừ chị ơi anh là em thấy cũng hơi thân với người đó này kia kia nọ. Nhưng mà tuyệt nhiên cái hình ảnh mà trai trên gái dưới đó là mình chưa bao giờ mình gặp. Thì chị có chấp nhận hay không để tiếp tục cái cuộc hôn nhân này? Bởi vì rõ ràng là anh vẫn quay về với gia đình, anh đến với những người phụ nữ kia là vì tiền, rõ ràng là vì tiền, vì những cái lợi lộc mà anh được hưởng. Và mình gần như không có thấy cái hình ảnh mang tính ám ảnh đó. Thì chị nghĩ là mình có khả năng tiếp tục cuộc hôn nhân đấy không? Mà chị không bắt gặp cảnh tượng đó, có thể
Tại vì mình nghĩ thì ai cũng vậy, ta cũng có sai lầm lúc. Nếu mà thật sự người ta thú nhận đó, em ơi, anh cũng lỡ người đó, giờ anh làm ăn khó khăn quá, bị công ty nó bị đang đi xuống đó, người ta giúp đỡ anh vậy vậy đó, nhưng mà anh có lỗi với em. Thà thú nhận sẽ có thể chị tha thứ gì đứa con. Nhưng mà khi mà nhìn cái cảnh tượng đó thì đảm bảo 100% là chị không có thể nào tha thứ. Tại sao em hỏi chị cái câu đó? Tại vì thực ra chị em phụ nữ hay nói với nhau là thôi mắt không thấy, tim không đau. Thực ra cuối cùng chúng ta thấy hay không thì bản chất nó cũng là một. Bản chất vẫn là việc là người ta có một cái mối quan hệ bên ngoài. Bản chất vẫn là cái việc là họ có lên giường, mà có điều là bạn thấy với bạn không thấy. Bản chất vẫn là cái việc là ngoài vợ ngoài con người ta có thêm nhiều mối quan hệ khác. Vậy thì chẳng qua là cái việc bạn không thấy rồi bạn tự vỗ về cái điều đó. Còn lại về phía bên kia diễn biến nó đâu có thay đổi gì đâu. Vậy thì có phải là thực ra cuối cùng là chính chúng ta tự lừa dối chúng ta. Tự lừa dối vì chúng ta có thể không có bước ra được khỏi cái một cái cuộc hôn nhân như vậy vì nhiều sự ràng buộc, ví dụ như là vì con, thậm chí là vì tài sản, rồi vì một cái sĩ diện, một cái lòng tự tôn mà mình không thể nào dám thừa nhận với mọi người rằng là tôi có chồng, rồi sau đó là chồng tôi ngoại tình, rồi hoặc là hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Đôi khi chúng ta bị nhiều cái ràng buộc, nhưng mà cuối cùng khi mắt thấy rồi thì tự mình không vượt qua được thì mình mới buông. Chứ còn suy cho cùng á, mình thấy hay không thấy thì sự việc nó vẫn có diễn ra mà. Nhưng mà thấy một lần rồi thôi, đau một lần rồi thôi, đúng không? Còn không đau thì cái nỗi đau nó dai dẳng. Bởi vì vậy nè, khi mà chị nói là đừng cho chị thấy thì chị biết không, có nhiều chị em phụ nữ thì lại là không thấy đâu nhưng tưởng tượng. Và trời ơi, sống trong tưởng tượng nó còn kinh khủng hơn nữa. Mệt hơn nữa. Vì đâu có chứng thực được đâu, cứ hình dung. Coi phim cũng hình dung, nghe người ta kể cũng hình dung, mà hình dung ngược lại ông chồng của mình. Từ đó dẫn đến câu chuyện là ông chồng đang rất vô tội cũng thành có tội. Rồi cái ông chồng coi như là đang cố gắng giấu tội thì giấu không được. Nhưng mà cái hình dung của bà vợ về cái tội của mình nó không có đúng với thực tế. Và cuối cùng cuộc hôn nhân đó nó cũng rất là căng thẳng. Nhưng mà phải chi bữa đó mà chị đổ thức ăn lên trên người của cổ xong rồi chị còn bình tĩnh. Chị ngồi chị dắt chéo chân, mang chân mang về câu gót là bổn cung là hoàng hậu vô hoàng thượng thân phong. Đó là rồi mình hãy đi ha, chứ mình nhưng mà nói vậy thôi, chứ trong hoàn cảnh đó chị còn chạy được. Tính ra là chị con làm nó, có nhiều chị là xỉu luôn. Chị ra chụp chị ra ngoài mà chị rung, mà bây giờ nói chung nói tới đó chị cũng còn rung nữa nè. Rung mà rung cưng tức mình lên á, mà kiềm chế lại được. Vậy thì cái lúc mà mình quyết định ly hôn á, thực ra là vì cái diễn biến cuộc sống là 2 năm mình không có đi làm lại. Đúng rồi. Công việc diễn viên thì nó sẽ có một cái đặc thù đó là sống sau xô sống trước. Thì trong 2 năm đó mình không có đi làm. Thì lúc mà chị nghĩ về cái việc ly hôn, chị có bị băn khoăn về câu chuyện kinh tế không? Cũng suy nghĩ nha. Tại vì mình con mình còn nhỏ quá, rồi mình cứ hy vọng vô chồng mình hoài, giờ mình thất vọng vậy đó. Rất là suy nghĩ cũng vất vả lắm em. Nói chung là khi mà ly thân là chị rất vả. Thế thì lúc đó mình tin vào cái điều gì để mà mình không có bị hoảng sợ về cái câu chuyện tiền bạc nữa? Tại vì nhìn con mình, nhiều lúc thậm chí em nghĩ đi, chị nghĩ quẩn là muốn ôm con mình tự tử luôn đó. Mà nhìn lại thấy con mình nó ngây thơ quá, dễ thương quá, là nhỏ xíu nó biết cái gì đâu. Biết là bây giờ là sẽ gian nan, nó không phải như ngày xưa đó, nhưng gian nan nhưng mà sẽ cố gắng. Từ ngày mà chia tay rồi em chỉ rất là cực khổ với bé, thì lớn lên thì quan trọng là nó sẽ nhìn nhận, mà nó tin, nó lớn rồi nó hiểu. Thì cũng kể cho nó nghe cái câu chuyện như vậy đó, là như tại sao ba mẹ dẫn nhau mà lại ly hôn như vậy. Nếu mà bé nhìn nhận mà nghiêng về cha đó thì hồi đó chị cũng là chắc cũng từ luôn á. Mình có thể bỏ cái chấp niệm đó xuống được không? Không phải vì người đàn ông kia đâu, mà là vì chị á. Tại vì giờ em sẽ mô tả cho chị hình dung ha. Con sẽ đến tuổi dậy thì. Tuổi dậy thì là một cái tuổi mà con có tiếng nói của bản thân rồi. Con nhìn qua mọi người, con thấy có ba có mẹ. Con biết rằng là trên cuộc sống này sẽ có nhiều cặp vợ chồng ly hôn. Và con vẫn mong muốn rằng mình là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mà một đứa trẻ hiểu chuyện thì phải ghi nhận người mẹ của mình, vì mẹ quá cực với mình. Nhưng mà một đứa trẻ hiểu chuyện thì cũng phải hiểu rằng là mình từ đâu mà ra. Tức là mình có một người tên ba trên đời. Nó có thể không cần quá tốt với ba nó đâu, nhưng mà nó vẫn mong muốn rằng là nó được xã hội để ghi nhận trong vai trò là một người con. Và khi mà mình nuôi được một cái đứa con mà nó biết cái vai trò của nó, đáng lý ra mình phải vui chứ. Con chị hiểu chuyện với con chị không hiểu chuyện, chị chọn cái nào? Tất nhiên là mình chọn con mình hiểu chuyện đúng hơn. Đúng rồi. Nhưng mà cứ là làm như vậy đó rồi đàn ông cứ làm khổ phụ nữ ngoài, đúng không? Nó đâu có ép chị về ở chung với ba nó. Nó ghi nhận ba nó cũng đâu có nghĩa là nó bỏ quên chị. Mà dù cho nó không ghi nhận ba nó thì cái sự quan tâm mà nó dành cho chị cũng có tới nhiều đó, đúng không? Bây giờ nè, nó lo cho chị 7, nó lo cho ba nó 3. Nhưng mà bây giờ nó không lo cho ba nó 3, nó cũng chỉ lo cho chị của tới 7 thôi. Chứ đâu có nghĩa là nó lo cho ba nó là nó bớt cái phần của chị ra đâu. Mà bây giờ nữa nè, bây giờ bàn luôn mà tới một diễn biến nó không có được vui luôn nè, là có những đứa trẻ lớn lên nó còn không lo cho ba mẹ luôn, đúng không? Vậy thì rõ ràng là chúng ta phải tự tính toán về sau của chúng ta.
chúng ta phải tự tính toán về cái phần tuổi già của chúng ta, chứ chúng ta không mặc định là tuổi già của mình là con nó phải lo. Ồ, con nó lo đó là thành quả giáo dục của mình, là nó biết chuyện, nó lo, nó có năng lực, nó lo thì nó lo được tới đâu mình mừng tới đó. Nhưng đời mình lo trước đi. Vậy thì khi mà chị nghĩ như vậy, chị đỡ khổ tâm. Thực ra tại sao em lại xoáy vào cái chỗ này? Tại vì chị hình dung nè, con chị nó có lo cho ba nó hay không, hoặc là sau này nó có nhìn người đàn ông đó hay không nha, là nó quyết chứ chị có quyết đâu. Thì bây giờ còn nhỏ quá là chị nói vậy thôi, nhưng mấy sức lớn lên nó suy nghĩ đó thì chị không biết. Nhưng em chỉ hy vọng là mình sẽ giảm cái nội dung đó với con. Mình chỉ làm cho con hiểu rằng là, thứ nhất, ba con tệ cho nên mẹ con mới không ở với ba nữa. Hai, quá trình lớn lên của con là tất cả những gì con đang hưởng thụ là mẹ đã nỗ lực làm việc để mẹ lo. Và con nhìn thấy đi, ba đã không hề xuất hiện. Còn cái câu chuyện là nó được nhìn ba nó hay không, hoặc nó cần phải làm gì cho nó đúng đạo, thì thôi, nó tự chọn. Tại vì á, trong cái tuổi dậy thì mà mình cứ liên tục nói với nó về câu chuyện là con không có được nhìn ba, con phải biết mẹ cực khổ như thế nào, con phải ABCD, thì chị hình dung không? Một cái đứa dậy thì mà có ba có mẹ đầy đủ á, đôi khi tâm lý của nó cũng đã có những vấn đề nhất định rồi. Còn đằng này là con không có ba nữa, mà mình cứ liên tục nói như vậy, vô tình có thể hình ảnh của mình trong nhận thức của con á, là một bà mẹ dữ dằn, một bà mẹ ích kỷ, một bà mẹ ép nó. Mà đối với tuổi dậy thì cái việc ép là vô dụng nha. Chỉ có thể đó là lắng nghe tiếng nói của nó thôi. Vậy thì mình không cần phải nói nhiều về ba nó với nó đâu. Mình chỉ cần nói cái câu chuyện giữa mình với con thôi. Còn giữa con với ba, con tự chọn. Con cảm thấy con chọn làm sao mà nó đúng cái lẽ đời đó thì con cứ chọn. Thì khi nó được trao cái trách nhiệm, nó được trao cái quyền như vậy, tự nhiên nó sẽ cảm thấy mình là một cái người có bao dung thật sự và có tôn trọng nó. Còn lại sau này, nó với ba nó vốn là một câu chuyện không có liên quan giữa mình với nó. Mình với nó là mình với nó. Dù cho mình với nó 9 xe 10 vàng đi chăng nữa thì cái việc mà nó với ba nó như thế nào cũng không có nghĩa là bớt cái phần của mình ra. Nhưng mà tại vì chị cũng đang tức, còn tức lắm. Hiểu. Nên là chị cứ nói, nhưng mà sau này nó lớn lên thì quan trọng nó hiểu được cách như thế nào, người cha cần nên như thế nào. Nếu mà tại sao cha như vậy, nhưng mà thời gian chung là chia tay rồi thì anh cũng có phụ chút đỉnh thôi. Sau này thì bắt đầu kéo dài thời gian sau này nó không phụ thôi, chứ không phải là không có. Phụ nữ nào cũng vậy, cũng tức quá, lớn lên đấy rồi con không được nhìn cha con nha, vậy đó. Mà lớn lên đi rồi tính tiếp chứ giờ sao giờ. Em cũng có con nhỏ mà, em hiểu hết những cái gì mà chị chia sẻ. Những cái nỗi tủi thân, cô đơn, một mình quá sức, nó là những cái cảm giác thực sự đáng sợ. Và mình đã trải qua rồi thì mình cảm thấy là cái công cán mình dành cho con nó đủ lớn, nó là một cảm giác thỏa đáng. Chị không có sai gì trong chuyện này hết. Nhưng giảm cái chấp niệm là cho mình. Thực ra em chỉ sợ có hai chuyện thôi. Đôi khi mình cứ liên tục nói như vậy á, vô tình cái mối quan hệ giữa mình với con nó trở nên căng thẳng. Còn con nó có căng thẳng với ba nó hay không, chuyện đó mình chưa biết luôn. Nhưng mà tự nhiên mình với nó căng thẳng, cái tự nhiên lỗ vốn. Thoải mái đi, thoải mái để mình được hạnh phúc, để mình được thảnh thơi và thông dong. Con quyết định sao kệ con, chuyện đó mẹ không biết. Nhưng mà cái công mẹ dành cho con là vậy đó. Cái điều mẹ muốn dạy con là con phải thành một cái bậc nam nhi như vậy. Rồi con như thế nào đó là chuyện do nó tự quyết. Tính ra cái cuộc hôn nhân của mình nó không có dài. Vậy thì với một cái trải nghiệm của bản thân mình như vậy, chốt lại thì vẫn là tại anh, tại ả, tại cả ba đường nha mọi người, chứ không phải là tại cả đôi đường nha. Vậy thì khi mà chị quyết định ngồi ở đây và chị rất là thoải mái với cái việc đề nghị là thôi bật đèn ngay từ đầu cho chị đi. Đúng rồi. Thế thì mình xuất hiện ở đây, mình mong muốn được bày tỏ cái điều gì và gửi gắm cái điều gì cho quý vị khán giả. Thì mong cho tất cả các chị em, đúng không? Chị phụ nữ là những gì đó cũng kiếm được một mối tình mà là thật sự yêu mình chân thật, mà cái xã hội bây giờ vẫn xuống người ta yêu, đúng không? Nói gì nói chứ nhưng yêu mà vẫn nên đúng rồi. Chứ nhất là cái xã hội thời 4.0 này nè, mà yêu thì cũng hơi giả dối nhiều lắm nha. Thiệt, thấy tình yêu chân thật khó quá à. Với ngày xưa như là cái thời của mẹ chị, hồi đó yêu nhau chân thật, bây giờ cái gì cũng nó không được chân thật lắm. Chính vì nó khó cho nên thực sự người ta phải nỗ lực rất là nhiều trong tình yêu. Yêu nó vẫn là một cái hạnh phúc, nó vẫn là một cái loại tình cảm rất là đặc biệt và chúng ta cần phải tiếp cận. Chứ cũng đừng có bi quan đến mức là coi chương trình Người Thứ Ba riết rồi không chịu yêu. Tình yêu bản thân nó không có lỗi. Cái lỗi nằm ở chỗ là người ta đã yêu với động cơ gì, rồi người ta có yêu thực sự hay không. Và chắc chắn một điều là tình yêu chân thật nó luôn đòi hỏi chúng ta sẽ phải rất là, gọi là phải rất là đầu tư, phải rất là chịu khó, phải rất là hết lòng. Gì thì gì, tại sao lúc yêu, lúc đeo đuổi thôi là người ta hay ho tới như vậy.
thì marketing mà, marketing thì bao giờ cũng phải nói những cái điều nó rất là tốt đẹp về sản phẩm chứ. Và thậm chí là dùng thử sản phẩm thì người ta cũng chỉ cho mình dùng thử những cái phiên bản nó rất là tốt thôi, đúng không? Còn khi mà sản phẩm gọi là sản phẩm xài thật á, sản phẩm sử dụng thật, chốt đơn thật, nó bắt đầu lòi ra rất nhiều vấn đề. Thì đó là cái câu chuyện muôn thuở rồi. Ông bà ngày xưa cũng đã nói là chén bát trong chạn còn khua. Điều này có nghĩa là chắc chắn là trong đời sống gia đình sẽ xảy ra vấn đề. Tuy nhiên mình sẽ đối diện với vấn đề đó ở đâu, và giống như nhân vật của chúng ta ngày hôm nay có những cái tiêu chuẩn rất là hẳn hòi, rõ ràng, để biết được rằng là tới đó là dừng lại, không có sự níu kéo. Bởi vì tôi biết là giới hạn nào là giới hạn tôi cho phép, và giới hạn nào là cái giới hạn nó phải dừng lại. Thì thực ra việc đặt ra giới hạn nó rất là quan trọng. Và thêm một điều nữa với câu chuyện ngày hôm nay, thì mình cảm thấy một nhân vật được nhắc tới sương sương thôi, đó là nhà ngoại, bà ngoại. À, nhưng mà nó rất là, gọi là nó là một cái chất liệu rất là có giá trị. Bởi vì mình hiểu rằng có rất nhiều chị em phụ nữ đang ở trong một cuộc hôn nhân địa ngục cay đắng, nhưng mà các bạn không bước ra được. Và trong số nhiều lý do níu chân các bạn lại, nó còn có một cái lý do đến từ sự hà khắc của gia đình, đến từ nhà ngoại, từ ba má ruột, từ những cái lời đàm tiếu mà mình hiểu rằng là mình không có được bảo vệ, mình không có được thấu hiểu, và các bạn không biết nương tựa vào đâu. Thế thì cái cuộc hôn nhân đó có địa ngục, mình vẫn phải đắm mình ở trong đó. Thì hy vọng là từng số của chương trình nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều chất liệu để chúng ta biết rằng là trong vai trò nào thì cái hành xử như thế nào là phù hợp. Đôi khi các bạn không phải là nhân vật chính trong một cuộc hôn nhân, nhưng mà anh chị em nhà mình, bạn bè của mình, con cái của mình đang ở trong một cuộc hôn nhân, thì đôi khi bản thân chúng ta làm được một cái điều gì đó cho họ để họ có một cuộc hôn nhân khỏe mạnh cũng là điều rất là cần thiết. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình của tuần này cũng đã hết rồi. Chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau một tuần. 20 giờ tối thứ ba tuần sau, mọi người sẽ gặp lại chương trình. Còn bây giờ thì tạm biệt. Nỗi lòng của người mẹ đơn thân. Mình không đủ khả năng để nuôi hai người, một là nuôi chồng, hai là nuôi con. Thôi bây giờ mình phải bỏ chồng để nuôi con. Luôn lo lắng cho con. Con mình là đi hợp tác lao động, mình biết rằng nó đi học đại học xong nó sẽ đi làm. Từ đây về sau, mình với con mình không được sống gần nhau nữa. Và mong muốn của người con. Nhiều khi muốn nói với mẹ con tự lập được, con làm được. Nhưng mà thôi, nỗi lòng của người mẹ ai cũng đều sẽ như vậy. Mình dành để làm cái gì? Trời, chị thích cái câu này. Đón xem mảnh ghép hoàn hảo với câu chuyện cảm động về nỗi lòng của mẹ. Được phát sóng vào lúc 19h35 phút thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2023 trên VTV9.